Thạch thân chào tất cả các anh em. Hôm nay Thạch sẽ làm một chuyện gì đó để tạo một cái kỷ niệm để cho những em đam mê đang theo dõi kênh của Thạch được một cái kỷ niệm gì đó của Thạch tặng tay. Thạch nhận rất là nhiều quà của anh em tặng rồi mà chưa có gì tặng anh em, thì hôm nay Thạch sẽ đi mua áo và in cái logo trên YouTube của anh Thạch để gửi tặng cho những anh em đam mê. Thì giờ Thạch đang lựa áo các cỡ size để tặng cho anh em. Rồi lấy cáo 4x chưa? Đây là tấm tình cảm. Đây là tấm tình cảm chân tình của anh Thành đối với anh em nha. Thì Thạch tặng cho anh em cũng giống như là một cái kỷ niệm anh em mình quý mến nhau. Đã hoàn thành tác phẩm. Sẽ gửi tặng những cái áo này cho những anh em. Chứ còn nữa, đừng giữ cái em mình thật. Mấy cái đồ mát đó, còn chợ này mai có bán á. Thank you.
Rồi Thạch sẽ kỷ niệm những cái áo này cũng giống như tấm chân tình của Thạch, gửi đến cho những anh em nào mà thích kinh của Thanh Thạch. Đây bao anh em. Rồi thì đây là cái tấm chân tình của Quân Thạch mà sẽ kỷ niệm lại cho những anh em nào mà đam mê thì đã theo dõi gắn bó với kênh của Quân Thạch trong thời gian qua, thì Thạch sẽ gửi tặng cho những anh em đó. Rồi Thạch chào tạm biệt anh em nha.